Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bác. Bác giới thiệu 10 cây máy cưa bác nhé, lô chữ M. Thì đầu tiên có tay dài tay cụt Tanaka Makita này, có Ryobi, có Shinawa, có Solo, Thụy Điển, Komatsu, cực kỳ là VIP luôn các bác nhé. Rồi đầu tiên bác xem video thì nhớ subscribe này, đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Số là 0862 567 746, cho em có liên kết sử dụng ở Zalo bác nhé. Bên em thì bác ship hoàn toàn Quốc nên nó có được kiểm tra hàng, nhất hàng thoải mái, bảo hành nòng viên bơm nước cho bác là 9 tháng. Sản phẩm bác mua cơ sẽ gồm là rua tip và tô vít này, đó ba món theo kèm các bác nhé. Đó lô chung mà 10 cây máy cưa hệ tay cụt tay giả, đầy đủ các dòng luôn cho bác nhé. Đó cắt gia đình các thứ. Đầu tiên cây số 1 thì em cũng cây Makita. Con này là Makita MDE 40-40, con này có khuất là 40cc, là bản về mặt cắt là 355-40. Xích này chạy xích trùng 91. Đó con Makita này rất là nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Cái này thì trọng lượng của cái này nó rơi vào khoảng 5kg. Đó cho mình đi cắt củi gia đình, các bác đi cắt gỗ tầm trung, hoặc các nhà bác nào mà đi cắt thuê các bác nhá. Đó sử dụng dòng Makita này. Con này thì chạy cực kỳ lợi xăng, tua cao, cái thứ hai rất là nhạy nổ luôn. Đó bác nhìn hàng bãi một lớp áo trên còn trắng tươi luôn này. Đó cây này liền lạc các bác nhá, hàng nguyên zin nguyên bản của Makita. Con này được trang bị là lốc nhôm, hàm rồng bô đen nhám rất là đẹp. Đó cây này thì bác nào mà kinh tế là em có thể tham khảo cây M1 các bác nhá. Chạy thì cực kỳ lợi xăng. Đó bên máy con này phụ tùng bên em rất là nhiều luôn các bác nhá. Đó rất là nhiều, nhưng dòng này chuyên hệ Makita. Đó con này giá rất là rẻ, 1.700.000 bao ship. Đó test của bác nghe từng máy này, con này thật cực kỳ nhạy nổ, tua rất là cao các bác nhá. Theo cây số 2 thì em có một cây Tanaka. Đó con này là Tanaka. Đó bao M33. Đó THC33 bác nhá. Con này công suất là 33cc, bản Tanaka đời tay cụt đời cao. Con này công suất là 355-40, xích là chảy xích chung 91, làm 14 inch các bác nhá. Làm Tanaka, làm Oregon. Con này được trang bị công tăng xích luôn trên làm bác nhá. Tanaka Inter này, đó làm có nguyên chữ rất là đẹp. Cây này trọng lượng rơi vào khoảng 4kg. Chứ mình leo trèo tỉa cành, các bác làm những công việc ở trên cao bác nhá, đặc biệt dòng tay cụt rất là dễ vận hành. Đó bác cầm một tay hay hai tay, đó riêng ta ca đời có trang bị là trục giật trợ lực lớn này. Đó hàng nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đó Tanaka làm rất là đẹp luôn. Đó hàng nguyên zin, cây này bác làm một chưa dùng cửa thảo cây số 2 các bác nhá. Cây này kháng thiết hoạt động bình thường. Đó. Bơm dòng phụ các bác nhá, le gió tự động, trục giật trợ lực lớn. Phía trước lắp ca này lắp xăng pha nhớt các bác này. Đó lắp dưới này lắp nhớt đuôi lam. Đó cây M2 giá là 1.800.000. Chứ mình leo trèo tỉa cả, các bác làm những công ở trên cao. Con này cũng rất là dễ vận hành luôn. Giật con này rất là nhẹ nhàng luôn các bác nhá. M3 thì em có một cây Makita, con này là hệ tay dài, con này mã của nó là ME33, bản tầm M3 các bác nhá, hệ quốc dân. Con này là dòng tay dài của Makita, công suất là 33cc, lai bản dài mặt cắt là 355-40, xích là chạy xích trùng của các bác nhá. Có luôn tăng xích trên lam, cái dòng tay dài này trọng lượng rơi vào khoảng 4kg, đó bơm tăng phụ các thứ đầy đủ. Này thắng tiếp hoạt động bình thường, đó trục giật trợ lực lớn. Cái dòng tay dài này thì bác leo trèo tiền cành này, bác làm cao bác em. Dòng tay dài này thì cánh chị em phụ nữ sử dụng rất là nhiều luôn, đặc biệt dòng tay dài được trang bị trục giật trợ lực lớn các em. Đó các nhìn này, con này rất là đẹp luôn, hàng như mới luôn này, trắng tươi luôn. Đó dòng này bác cứ giật nhẹ đây là nổ. Đó cái dòng này ốc áng bảy màu này cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó zin từng con ốc. Đó hàng này leo trèo tỉa cành này, đó bô bọng trắng tươi. Mà người ta mở đi em 3 trọng lượng 4,7 là con này chỉ tầm 4kg thôi. Bác cắt sẽ rất hợp lý hơn một chút ở trên cao các bác nhá. Makita chạy thì cực kỳ lợi xăng rồi. M3 giá là 2 triệu bao ship. Đó test của bác nghe tiếng máy nhá.
cây M3 giá là 2 triệu, bao ship dòng tay dài. Theo cây số 4, thì em có một cây Ryobi, đó con này là SK435. Con này được trang bị công suất là 35cc, lam bản dài mặt cắt là 35/40, xích là chạy xích chung 91, làm Ryobi các bác nhá. Làm Oregon này, có luôn tăng xích trên lam. Cái dòng Ryobi này trước mình leo trèo tỉa cành, đó, cắt tỉa cây cảnh, cắt cây cảnh đường phố bác nhá. Con này được trang bị là bô giảm thanh cách âm. Cái này trọng lượng đây vào khoảng 4kg thôi, rất là nhẹ nhàng, trục giật trợ lực lớn. Riêng dòng Ryobi thì tua nó cực kỳ lợi cao bác nhá. Đó, chạy lợi xăng. Bơm xăng phụ này, le gió tự động, thắng tiếp hoạt động bình thường, hàng nguyên dinh nguyên bản này. Đó, cái này thì áng chừng tầm 4kg. Đó. Bác lưu ý đây là lắp xăng pha nhớt các bác nhá, lắp nhớt lôi lam. Đó bác hai lắp gần nhau, bác lưu ý này. Cái dòng này thì giật rất là nhẹ nổ luôn, thích hợp bác là mình có tuổi và bác mới là đầu sử dụng cưa. Đó, cây này nhẹ nhàng bác nhá, GOB cắt cực kỳ là êm, giảm giật giảm rung nó so, bô giảm thanh. Đó, cây này siêu nhẹ nhàng. Đó, cây này giá là 2 triệu bao ship, 2 triệu 200 ngàn. Nhưng mà bác cứ giật nhẹ đây là nổ của bác nhá. Độ như nổ nó rất là cao. Cây M4 giá là 2 triệu 200 ngàn, bao ship Ryobi. Tiếp theo cây số 5 thì em có một cây Makita. Đó, con này là Makita hệ nòng đứng ME3201M. Con này công suất là 32cc, làm bản dài mặt cắt là 35/40, xích là chạy xích chung 91 các bác nhá. Con này được làm Makita, làm zin theo máy. Con này thắng thuật bình thường này, bơm sang phụ. Dòng này chưa mình cắt củi gia đình các bác nhá, cắt củi nấu rượu. Đặc biệt bản Makita đời bàn 4 số này thì con này công suất là 32cc. Đó, trục giật trợ lực lớn. Đó, con này hàng rất là đẹp luôn các bác nhá. Con này được trang bị là bô giảm thanh này. Đó, hàm rồng và đủ nguyên trắng tươi. Cái này trọng lượng rơi vào khoảng 5kg và cắt củi nấu rượu các thứ, đi tỉa cành tỉa quế. Makita thì chạy rất là lợi xăng các bác nhá. Con này hệ nóng đứng, đó chạy cực cắt cực kỳ là êm luôn. Hoặc là bác cắt công trình, cắt ngoài đường phố, đó giảm giật giảm rung lò xo, ốc áng hoa thị, đó hàng nguyên dinh nguyên bản, đó zin từng con ốc luôn các bác nhé. Đó, cây này giá là 2 triệu 100 ngàn, bao ship, giá rất là rẻ luôn. Đó, cắt củi gia đình các thứ rất là ngon. M5 test nổ, bác nghe tiếng máy này rất là nhạy nổ luôn. Được công tắc như này. Đó, cây M5 giá là 2 triệu 100 ngàn, bao ship, hàng nguyên dinh nguyên bản của Makita. Con này đẹp thiếu thủ luôn cho bác nhé. Đó, tiếp theo cây số 6 thì em có một cây Shinawa. Con này Shinawa E303. Đó, hàng đẹp xuất sắc như mới luôn. Con này có số là 30cc, lam bản dài mặt cắt là 35/35, xích là chạy xích chân 25 bác nhé. Con này được chạy là xích đôi, xích zin theo máy. Nó cách khoảng 1 phân lại có một sợi mắt nữa các bác nhá. Và xích đôi. Đó, nó gấp bình thường, sợi xích bình thường. Đó, con này được trang bị là 2 ốc giữ lam. Chưa mình làm hàng sưu tầm, cắt củi gia đình. Đặc biệt Shinawa thương hiệu đứng đầu số 1 hàng Nhật Bản các bác nhá. Con này chạy cắt cực kỳ lợi xăng luôn. Đó, con này được trang bị là lốc nhôm bác như này, đẹp như mới luôn. Đó, bác nào mà chưa dùng cưa bao giờ hoặc mới đầu sử dụng, con này cái số 6 nhá. Cái dòng này thì hệ anh em ở Tây rất là thích. Trọng lượng đây rơi vào khoảng 4,5kg thôi. Làm Shinawa này. Đó, làm zin theo máy các bác nhá. Hàng nguyên dinh nguyên bản, 2 ốc giữ lam luôn. Một cái hàng cực kỳ là VIP. Đó, đẹp bác trên 95% luôn các bác nhá. Đây mã số xe đó đầy đủ hết các bác nhá. Đó, Make in Japan 507-9383. Đó, bác nhận máy cứ kiểm tra số series của bác nhá. Duy nhất một con như này. Đó, hàng cực kỳ đẹp luôn, không xảy xước gì các bác nhá. 2 triệu 300 ngàn bao ship hệ gia đình. Test của bác nghe tính máy này. Chất. Theo cây M7 thì em có một cây Solo. Đó, con này là Solo hàng của Đức các bác nhá.
Made in Germany. Đó, con này là Solo 639. Con này công suất là 40cc. Lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40. Xích là chạy xích chân 325. Hai ốc giữ là bác nhìn, hai ốc thừa này, hai ốc bản 19 luôn bác nhá. Giảm lực giảm rung nó so. Cái này thắng kia hoạt động bình thường. Ngoài ra đời 369 này được tích hợp là van xả áp. Con này giật bác giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Hàng của Đức chạy cực kỳ lại sang. Đó, dòng ST là dòng của Đức các bác nhá. Đó, số 1 thế giới luôn. Đó, cây này xếp đứng top đấy rồi. Con này bơm thang phụ các thứ đầy đủ luôn. Đó, Solo. Đó, cây này trọng lượng rơi vào khoảng 5 kg, chuyên đi phá rừng, khai thác, cắt thuê căn mượn hoặc là đi cắt công trình các bác nhá, phân đoạn. Đó, riêng dòng Solo chạy cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu các bác nhá. Cái gọi là cả ngày luôn. Đó, máy móc liền là đẹp, hàm rồng đủ nguyên. Đó, máy móc full chức năng. Đó. Cây này tua cực kỳ là cao bác nhá. Bác nào mà làm những công việc trong thời gian dài hoặc là đi cắt thuê căn mướn gì đó khoảng là 5 6 tiếng một ngày. Đó, cây M7 giá là 2.600.000 bao ship dòng Solo. Đó, cực kỳ là nhảy nổ luôn các bác nhá. Tích hợp là van xả áp này. Tua cao, nghe tiếng rất là giòn. Cây M7 giá là 2.600.000 bao ship. Theo cây số 8 thì có một cây con Sinowa. Con này là bản đời cao bác nhá. Con này Sinowa 1038S. Con này công suất là 40cc. Lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40. Xích là chạy xích chân 25. Làm Sinowa, làm zin theo máy, hai ốc giữ lam. Cây này thì cho mình đi cắt tầm trung bác nhá, cắt củi gia đình, cắt phân đoạn, cắt thuê cắt mướn. Bản Sinowa này là bản đời cao, bản thích hợp là trục giật trợ lực lớn, bản short bike nhá, bản eco. Dòng máy chạy thì cực kỳ lại sang, tiết kiệm nguyên liệu. Đó, con này thắng thiết hoạt động bình thường. Đó, gọi là máy móc full chức năng các bác nhá. Đó, con này được trang bị lốc nhôm, hàm rồng. Con này thì nó chỉ được đẹp, không được đẹp tuyệt đối các bác nhá, nhưng mà nó là hàng nguyên zin nguyên bản, hơi hám bên trong nguyên zin hết các bác nhá. Sinowa con này thì bác cứ kéo nhẹ hay là nổ thôi. Bác nào mà đi cắt tầm trung, phá rừng tầm 4-5-50 gỗ vanh đường kính hoặc là cắt củi gia đình. Cái dòng này thì hệ anh em miền Tây rất là thích luôn. Đặc biệt Sinowa chạy cực kỳ lại xăng. Cái thứ hai tua nó rất là cao. Đó, thương hiệu đứng đầu số 1 hàng Nhật Bản các bác nhá. Con này là bản đời cao, bản trục giật trợ lực lớn. Cây này giá là 2.900.000 bao ship. Cái dòng này bác cứ giật nhẹ đây là nổ thôi. Tôi đi nổ nó rất là cao. Sinowa thì bác cứ giật nhẹ nó nổ. Con này được trang bị trục giật trợ lực lớn này. Cây M8 giá là 2.900.000 bao ship. Theo cây số 9 em có một cây hàng Huvala. Đó, hàng thụy điển các bác nhá. Con này là Hu 242. Đó, Sweden. Đó, 242. Con này công suất là 42cc. Con này thì bác đi cắt gỗ tầm trung này, hoặc là đi cắt phân đoạn, cắt thuê, cắt mướn. Nhà bác nào có 365 hoặc 353 máy lớn rồi các bác nhé. Các bác lên mua một con máy hàng tầm trung. Đó, cây này trọng lượng của máy rơi vào khoảng tầm 5,5 kg. Đó, có thể làm bản dài mặt cắt là 40, làm 45. Xích là chạy xích chân 325. Đó, con này cực kỳ chất luôn các bác nhé. Dòng này thì chạy tua cao, đó, chạy lợi xăng. Con này là lam lối trợ lực này, đó, lam của Huvala, lam zin theo máy. Đó, cây này bác đi phá rừng khai thác thoải mái luôn bác nhá. Được trang bị là lốc nhôm, hàm rồng. Đó, cây này thì tua của nó cực kỳ là cao. Đó, cắt xẻ xiếc này, xẻ ván nhỏ nha bác nhá. Xẻ ván tầm 25-30 thoải mái. Đó, riêng con này, đó, cây M9, cái máy tầm trung giá là 3 triệu bao ship. Đó, dòng này thì cực kỳ nhạy nổ bác nhá. Test nổ bác nghe tiếng máy này. Cây M9 giá là 3 triệu bao ship và là hàng thụy điển. Đó, con này là 242. Tiếp theo cây số 10 thì em có một cây G Komatsu. Con này là G 3007 hệ VIP các bác nhá. Con này thì được trang bị công suất là 37cc, lam bản dài mặt cắt là 40 lam 45, xích là chạy xích chân 325, sợi xích chân 25 các bác nhá. Bên em đã lên một sợi xích mới cho nó rồi bác này, và được trang bị lam la tinh tản nhiệt của dòng Renwatt Komatsu.
làm 16 inch các bác nhá. Làm zin theo máy cực kỳ đẹp, hai ốc giữ lam. Đó, tem mác số siêu đó các bác này. Đó, Make in Japan G3007. Đó, cây này thì bác nào mà đi phá rừng khai thác cắt thuê căn mướn, cây này cực kỳ là VIP luôn các bác nhá. Được trang bị là bô giảm thanh cách âm. Đó, cắt cực kỳ là êm. Cái thứ hai được trang bị là trục giật trợ lực lớn. Cây này siêu nhẹ nhàng 5 kg. Và cắt cả ngày các bác nhá. Đó, phần đoạn các thứ riêng dòng Komatsu tua nó cực kỳ là lực cao, chạy lợi xăng. Đó, cây này giá là 3.700.000 bao ship đồng máy cắt tầm trung cực kỳ là VIP luôn. Đó, bác nhìn quả lam này rất là uy tín luôn các bác nhá. Test nổ bác nghe tiếng máy này, một cây hàng VIP, rất là VIP. Đó, rất là nhẹ nổ luôn nhá. Trình cắt thứ cắt cực kỳ là êm luôn bác nhá. Bác nào mà làm những công việc trong thời gian dài thì tham khảo cây M10, một cây hàng xuất sắc luôn. Đó, làm cực kỳ là VIP. Rồi, cái này giá là 3.700.000 bao ship. Em cũng xin phép ví dụ về đây. Bác nào mà quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua toàn là 0862 567 746 bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.